ra đây. Quốc Linh. Đấy thì hôm nay là đằng sau lợi đây là có hai con chó quay. Hôm nay là mình đưa các bạn đến xem chó quay của Lạng Sơn và sẽ thưởng thức món chó quay cho các bạn biết món chó quay Lạng Sơn ở quán này ngon như thế nào các bạn nhá. Và các bạn đi xem. Đây này, đây là con chó quay của người Lạng Sơn đây này. Đấy. Đấy các bạn nhá. Đây, con chó này thì vừa mới quay chín xong. Đấy thì hôm nay là đến với quán này là họ quay 3 con các bạn nhá. Đấy, trên lò có một con đang vừa quay đây các bạn này. Đấy thì tôi vừa hỏi chủ quán là quay xong hai con này lại thêm một con thứ ba vào. Đấy. Đấy thì cách quay chó của người Lạng Sơn đơn giản này thôi các bạn nhá. Đấy, quay trên lò than. Và cái màu vàng óng của con chó này là lấy bằng mật ong pha nước. Đấy thì quán đây là quán Đức Linh các bạn nhá. Quán bia Đức Linh này. Quán này thì được nằm ở trên đường đây là ngã tư Mỹ Sơn. Đó, đằng đèn xanh đèn đỏ đây các bạn này. Đó thì khu vực bán thì sẽ ở mé bên kia. Thì một lát nữa thì con chó này sẽ mang sang mé bên kia chặt và bán luôn ở bên kia. Đấy, buổi chiều anh em có thể ngồi ở đây, một dãy bàn đây và ở đây. Đấy, thoải mái ngồi anh em nhá. Đây, không gian quán này. Đây là ông chủ quán này. Đấy, đấy. Một lát nữa thì sẽ nhờ ông chủ quán này chặt chó, anh em sẽ được xem màn nhãn với màn chặt chó của ông chủ nhá. Đấy thì bây giờ thì chờ ông chủ quán mang con chó này đi xuống dưới kia chặt. Tôi sẽ đi theo và sẽ quay lại. Một lát nữa sẽ chặt con chó ra thưởng thức ăn luôn cho các bạn xem. À đấy, chuẩn bị trở thành cao thủ quay chó đây. Đây các bạn đang thơm quá. Quay là 8 con.
Dưới này bao tiền anh? 150 k nhá, cả rồi 200 đúng không anh? Mãi là buổi chiều. À đấy, chuẩn bị trở thành cao thủ quay chó đây. Đây các bạn đang nhìn đây. Quay nó rất là ngon, nó rất là đẹp. Anh có một chút nhưng mà đẹp, ngon.